Xin chào tất cả các bạn. Video này trên kênh YouTube Matteo 189 thì mình có tháo một cái bộ máy bắt muỗi hình thú. Và cái bộ máy bắt muỗi này thì các bạn nào mà chưa biết cái cấu tạo của nó thì ngày hôm nay mình mở lắp cái máy này ra cho các bạn có thể xem được cái cấu tạo bên trong của cái máy bắt muỗi nó như thế nào. Đây là một bộ nguyên bản nguyên chỉnh. Nói đến cái bộ phận mà diệt muỗi của cái máy này thì nó bao gồm gần như là có lưới điện này, lưới điện cao thế này, quạt hút này và một cái bóng đèn để thu hút muỗi đến gần. Đó là cái bốn cái bóng đèn led màu xanh dương, đó. Ở bên trong thì nó có cấu tạo là một cái mạch bo mạch nhỏ như thế này, bao gồm một cái bộ tạo ra cái điện áp nuôi cho quạt gió này, và cái quạt gió này là 12V 0,18A, tức là cái nguồn nó có bao gồm một cái bộ nguồn xung là 12V nuôi cho quạt gió và một phần thì hạ điện áp xuống để chạy cho bốn cái bóng đèn led đây đó. Và một bộ phận nữa trên cái bo mạch này đó là cái mạch điện mà để nhân đôi cái điện áp 220V AC lên. Nó sẽ được lắng thành điện một chiều và nhân đôi điện áp AC đó. Và ở đây họ ghi nó là đầu ra đây. Đường out. Đường output này chính là hai cái dây mà ra lưới điện. Và hai cái lưới điện kia chính là cái bộ phận để tiêu diệt muỗi, nó sẽ giật và chết như kiểu dạng cái vật muỗi ạ. Và ở đây thì họ có ghi là 600V, xin lỗi các bạn. Điện áp cao thế ở hai cái đầu lưới này là 600V. Vì vậy mà khi mà cái máy bắt muỗi này nó hoạt động thì các bạn đừng có lên mà tháo cái lắp bảo vệ ở ngoài này ra. Vô tình mà chúng ta chạm đây thì sẽ giật rất là mạnh. Đó. Nó bao gồm một bộ nhân đôi áp này, một bộ nguồn xung. Các bạn hình dung nó là một bộ nguồn xung. Nó sẽ hạ áp từ 220V xuống 12V để nuôi cho cái quạt gió này và cho cái bóng đèn led này. Cái bóng đèn led này thì mình nhắc lại nó là màu xanh dương nhé. Đấy là cái cấu tạo chính của cái máy bắt muỗi này. Và bây giờ thì mình sẽ mô phỏng cái hoạt động của nó. Ở đây thì nó sẽ có một cái hình như thế này. Đây, các bạn hình dung nó như thế này. Khi mà ở ngoài này thì có một cái mặt lưới nữa. Đây là mình đã tháo ra rồi. Vì khi mà muỗi nó chết thì nó sẽ rơi đầy xuống dưới chỗ này. Đó. Cái lưới này nó là cái lưới điện áp cao. Nó được nhân đôi điện áp từ cái điện áp 220V và khi nó trở thành điện một chiều thì nó đo được khoảng chừng 600V, nhà sản xuất để trên bo mạch như vậy. Và có một cái bóng đèn led màu xanh dương để nó thu hút muỗi. Với cái bóng đèn này thì hãng sản xuất hoặc là một số các nhà chuyên môn thì họ nghiên cứu rằng là những cái con muỗi như vậy nó được thu hút mạnh bởi những cái ánh sáng màu xanh dương như thế này. Và khi nó có ánh sáng màu xanh dương như vậy thì muỗi sẽ bay đến gần cái phạm vi này, và khi mà nó bay đến gần thì nó sẽ được cái quạt gió này hút ra đằng sau. Khi đó thì con muỗi nó sẽ được chạm vào cái lưới cao thế này, khoảng chừng 600V mà nhà sản xuất đã đề ra bên trong bo mạch đó. Và thực tế là nó cũng phải như vậy. Khi mà nó nhân đôi điện áp lên thì khi mà nó đã được hút dính vào cái lưới này thì ở cái màng lưới này này, nó cứ cách một cái thì nó là một cái cực điện riêng, cứ cách một lan thì nó là một cái tấm lưới riêng nhau. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nó bao gồm hai cái thanh này. Đây, các bạn nhìn kỹ này. Đó, cách một lan thì nó là một cái cực này. Và mỗi một cực này thì nó sẽ được đi hai thanh chia về, nó sẽ về thành hai dây. Đây. Và hai cái dây này, trên hai cái dây này khi máy hoạt động nó sẽ có 600V một chiều. 600V một chiều. Và cái điện 600V một chiều này nó sẽ làm chết con muỗi khi mà bị dính vào cái màng lưới này.
Đó là cái cấu tạo của cái máy bắt muỗi. Và với cái cấu tạo này thì mình nghĩ rằng một phần nào sẽ giúp cho các bạn hiểu được về cái máy bắt muỗi hình thú như thế này. Và mình nghĩ rằng những cái máy bắt muỗi hình thú này không nên sử dụng trong những cái phòng nhỏ hẹp. Vì khi mà chúng ta sử dụng trong cái phòng nhỏ hẹp ấy, con muỗi được thu hút vào đây và nó tiêu diệt bằng cái màng điện 600V này. Nó sẽ đốt con muỗi cháy rất là khét tanh, rất khó chịu. Và đấy là cái cảm nhận dùng thực tế của mình, cũng giống như là một số người khác. Vì vậy mà các bạn dùng ở những cái không gian nó to hơn. Còn nếu như chúng ta dùng ở trong phòng ngủ, phòng nhỏ hơn, hẹp thì chúng ta nên sử dụng cái máy bắt muỗi mà không có cái màng lưới điện này. Chỉ sử dụng cái loại máy bắt muỗi mà nó có một cái quạt hút. Và cái quạt hút này nó sẽ hút muỗi vào một cái khay chứa, rồi nó sẽ tự động nó chết chứ nó không cần phải dùng đến cái màng điện này. Nó đấy là cái mình đã trải qua thời gian dùng hai cái này và cảm nhận dùng cái này nó rất là khó chịu khi mà dùng trong cái phòng nhỏ hẹp đó. Và ngày hôm nay video này thì mình tháo hộp cái máy bắt muỗi này ra cho các bạn, có thể một số các bạn nào đó mà hay mày mò cần biết cái cấu tạo của máy bắt muỗi nó như thế nào thì mình đã tháo ra rồi. Và video của mình ngày hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.